Tại vì anh thấy em cũng men đó. Tại vì anh thấy em cũng men đó. Em men hả? Cho nên là anh nghĩ là tặng hoa hồng cũng hợp với em. Hồi đó giờ lần đầu tiên có người con trai nói em men luôn á. Thì em bề ngoài em là bông bông như vậy thôi, nhưng mà tính cách bên trong em rất là đàn ông. Hồi đó giờ chưa bao giờ ai nói với mình là có cái tính đàn ông ở trong người hết. Thì đây là lần đầu tiên có người con trai nói với mình như vậy. Lúc đó mình cũng hơi bất ngờ. Nhưng mà mình cũng thực ra đôi khi mình cũng muốn tự khám phá bản thân mình là mình có cái gì để mà người ta nói như vậy. Bản thân mình cũng đang muốn tự khám phá mình. Phụ nữ thì thường người ta sẽ thích là nội trợ. Người ta thích nấu ăn, em thì không có thích. Thêm một cái sở thích nữa là người nào, người phụ nữ nào mà có cái sở thích xe là có cái tính đàn ông ở trong đó. Em là một người có cái tính rất là mạnh đó. Đâu, em sợ tốc độ lắm, sợ tốc độ lắm. Ai mà chạy xe nhanh một xíu là em bị chóng mặt. Thật sao? Em sợ. Anh nghe cái tin đồn em thích tốc độ ở đâu đó. Vậy hả? Sao không chứ anh nghe ai nói mỗi lần mà ngồi chạy xe mà được em chở nha. Bật một bản nhạc rap là em bắn rất là nhanh luôn á. Trời ơi, ai đồn vậy? Ai đồn ác ý quá à.